Nhưng có vẻ như Tiki và Babu đang định làm gì đó. Tớ sẽ lấy nó. Tớ đoán tớ là hoàng tử của những viên bi. Này hoàng tử Tiki, nhìn này, để tớ xem. Đó là gì? Nó là một quyển vở. Nó trông giống như một bản đồ. Này, đây là mẫu giáo cây thông. Phải ha? Và nhìn xem, có hình ảnh một cây mai trong khu rừng đó. Cậu nói đúng. Tôi không nhớ là có cây mai ở đằng kia. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ nhận ra điều đó. Được rồi, chúng ta cần phải đi tìm cái cây đó. Nó đằng kia, đi nào. Tuyệt. Đây này Babu. Nó ngon quá. Bản đồ này rất tuyệt. Để tớ coi nào. Còn có trái cây khác ở đây. Thật tuyệt, nó giống như một bản đồ kho báu vậy. Ồ, tớ có một ý tưởng. Làm ơn chú ý. Tớ ở đây để công bố tên mới của mình. Tiki, hoàng tử ẩm thực. Tiki, sao cậu lại muốn đổi tên vậy? Bởi vì tớ biết tất cả những loại trái cây ngon nhất trong khu rừng này nằm ở đâu. Tiki, tớ nghĩ cậu đang bịa đặt. Tớ đang nói sự thật mà. Tiki, tớ muốn ăn lê. Cậu có biết nó đâu không? Tất nhiên tớ biết rồi. Thiệt không vậy? Vậy thì hãy đưa chúng tớ đến đó đi. Đi nào. Thật tuyệt vời. Tớ đã từng đến đây nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quả lê nào cả. Tiki, chúng ta có đi đúng đường không? Tin tớ đi, nó ở ngay phía trước kìa. Thật sao? Tớ đã nói rồi mà, chúng đây rồi. Có rất nhiều quả luôn. Tiki, cậu là người giỏi nhất. Sao rồi Luna Lu? Tớ đã nói sự thật mà đúng không? Vậy tớ sẽ rút lại lời nói. Babu, tớ muốn một quả nữa. Hoàng tử Tiki, bắt lấy nó. Bắt được rồi. Tốt lắm hoàng tử Tiki. Bắt đây nè. Babu, Babu, thêm quả khác. Tớ đã ăn hết rồi. Rambo, từ từ thôi. Có vẻ như Tiki thật sự biết tìm chúng ở đâu. Đúng rồi. Tiki, cậu có thể tìm cho tớ vài quả táo được không? Không vấn đề gì, theo tớ. Raya, táo của cậu nè. Hoàng tử Tiki, vậy chúng ta có thể tìm ít mận nữa được không? Một ít mận đây. Còn đậu phộng thì sao? Dạ, đậu phộng. Cậu thật tuyệt vời ở khoảng này. Tất nhiên rồi. Hoàng tử ẩm thực biết tất cả những món ăn ngon ở đâu. Vậy thì hay quá. Tiki, lần sau chúng ta sẽ ăn gì? Tớ nóng lòng quá. Các con, cô muốn giới thiệu bà Nana. Dạ, chào bà Nana. Chào bà Nana, rất vui được gặp bà. Chào bà Nana. Con tên là Luna Lu. Chào bà Nana, con tên là Briar. Và con là Rainbow. Cô phải đi chuẩn bị bài. Mọi người đợi cô ở đây nha. Chắc chắn rồi. Bà Nana, con là Tiki. Bà Nana, lại đây nào. Bà có thể ăn một số loại trái cây con đã hái trước đó. Cảm ơn. Bà Nana thử cái này đi. Thật ngọt ngào. Bà nhớ khi còn trẻ, bà cũng từng vào rừng hái trái cây đó. Ngày đó thậm chí còn có quả Việt Quốc. Thật tiếc là không thể tìm thấy chúng nữa. Đừng lo lắng, con là hoàng tử ẩm thực mà. Con sẽ đưa bà đi. Tớ cũng đi nữa. Tớ đi nữa. Và tớ nữa là bốn người. Cây dương sĩ. Tiki, chẳng phải cậu đã nói quả Việt Quốc sẽ ở bên cây sao? Sao tớ không thấy cái nào cả? Hoàng tử Tiki, bản đồ thực phẩm của cậu có ghi quả Việt Quốc ở đây không? Nó nói nó ở đây. Này hoàng tử, quả mọng đâu hết rồi? Kiên nhẫn đi, chắc chắn tớ sẽ tìm thấy nó. Cậu có nghĩ là cậu đã lầm không? Không đời nào. Để tớ xem. Tiki.
Tớ bị đau bụng. Đừng theo tớ. Tớ ra ngoài mất thôi. Chuyện này thật kỳ lạ. Quả mỏng ở đâu ta? Trái kia, cậu ổn chứ? Cậu ốm thật à? Cậu có cần tớ gọi y tá cho cậu không? Đừng lo lắng, tớ ổn. Bụng tớ bây giờ đã ổn rồi. Vậy hãy cùng đi tìm những quả Việt Quất đó nhé. Quả Việt Quất? Có lẽ chúng đã bị người khác hái. Chúng ta hãy đi đến nơi khác đi. Người khác hái ư? Nhưng tớ không thấy cây Việt Quất nào ở đây cả. Có lẽ Tiki, cậu có thực sự biết những quả mọng này ở đâu không? Là cái gì vậy? Trong túi của cậu có gì? Không có gì đâu. Đặc biệt không phải bản đồ kho báu đâu. Bản đồ kho báu? Vậy thì muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Tớ đã tìm thấy tất cả đồ ăn hôm nay là nhờ nhìn vào bản đồ này. Tớ nghĩ nó cũng có thể giúp tớ tìm thấy quả Việt Quốc. Tiki, cho bà xem bản đồ đó đi. Cuốn sổ này đã cũ lắm rồi. Bà có một cái giống như vậy khi bà còn nhỏ. Cái này có thể là của bà. Không đời nào ạ. Chúng còn tìm thấy nó bị chôn vùi trong lòng đất. Bà chắc chắn cuốn sách đó là của bà. Đó là bản đồ thực phẩm bà đã vẽ khi còn nhỏ. Bà đã đánh dấu những địa điểm ăn uống yêu thích của mình. Và sau đó bà đã bị mất cuốn sách của mình. Bà rất vui khi được nhìn thấy nó một lần nữa. Và một điều nữa, bà đã đánh dấu vị trí kho báu mà bà đã chôn khi còn trẻ. Kho báu? Ôi, nhìn kìa, nó đây rồi. Bà thậm chí còn không biết liệu nó có còn ở đó không. Vậy hãy cùng bà Nana đi tìm kho báu nhé. Được thôi. Nó đây rồi. Nhìn kìa, là cái cây trên bản đồ. Đúng rồi, chính là nơi đó. Hai cái cây này là bạn bè mọc cạnh nhau. Bây giờ chúng đã cùng nhau lớn lên rất nhiều. Nó nói rằng chúng ta đi bộ 5 bước về phía con lạch từ chỗ cây. Sau đó sẽ tìm thấy kho báu. 1, 2, 3, 4, 5. Bà Na ơi, chắc là ở đây. Chẳng có gì được chôn ở đây cả. Thật kỳ lạ. Đó là những cây tình bạn. Và đây là đường tới con lạch. Để tớ thử nha. Tớ cũng sẽ thử. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Raya, tại sao cậu lại đi trước tớ xa quá vậy? Bởi vì tớ cao. Ồ, con biết rồi. Ai trong chúng ta cao gần bà khi bà chôn nó xuống? Khi bà còn nhỏ, Bà nghĩ bà cao bằng Babu. Vậy con sẽ thử. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc là ở đây nè. Chúng ta tìm thấy nó rồi. Bà Nana, có bà đây ạ? Cảm ơn, thật là những đứa trẻ ngọt ngào. Đây là bà khi còn nhỏ. Bà đã có một tuổi thơ hạnh phúc như vậy. Bà còn rất nhỏ, sau đó bà lớn lên và rất cao. Đúng đó, chúng ta biết khu rừng đã thay đổi. Và bà Nana cũng vậy. Vì vậy, quả Việt Quốc cũng có thể đã thay đổi. Ryan nói đúng. Thời gian trôi qua, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ luôn thay đổi. Vậy nó có nghĩa là một ngày nào đó, khu rừng và tất cả chúng ta cũng sẽ thay đổi hả? Tớ có ý này. Các cậu, tất cả chúng ta nên chôn kho báu của chính mình. Thật tuyệt, tớ sẽ đặt rất nhiều thứ đẹp đẽ vào trong đó. Phải, tất cả chúng ta đều có thể bỏ thứ gì hay ho vào trong hộp kho báu. Và sau đó tìm lại nó. Chào các bạn. Bạn và bạn bè của bạn có kho báu được giấu ở đâu đó, chẳng hạn như ở dưới gốc cây không? Một món gì đó thật ngon. Hãy cùng xem nhé. Cảm ơn các con rất nhiều vì đã giúp Violet.
Cô nhìn nè, con đã tạo ra một mặt trăng. Con nóng lòng đợi đến khi Luna Lu tới tối nay quá. Con thật sự vui mừng khi bạn ấy thử những chiếc bánh ngọt con làm. Violet, đến giờ ngủ rồi. Dọn dẹp rồi đi nằm đi con. Ồ, nhưng mẹ ơi, con không thể. Con phải ăn hết chỗ bánh ngọt đã. Bây giờ con phải ngủ một giấc. Trẻ em cần được nghỉ ngơi. Mẹ đã làm xong phần bánh ngọt cho con. Cảm ơn mẹ. Mình không mệt. Mình muốn tiếp tục nướng bánh. Xong hết rồi. Ôi cục cưng ơi. Violet, Violet dậy đi. Luna Lu đang ở đây. Ra đây chơi. Luna Lu, Violet, rất vui khi cậu ở đây. Tớ rất vui mừng khi cậu được ngủ qua đêm với tớ. Tớ cũng vậy. Ờ đúng rồi đấy. Tớ mang theo rất nhiều trò chơi và đồ chơi. Nhìn nè, tớ có trò chơi bài, trò chơi cờ bàn và còi. Thật tuyệt. À, tớ có một bất ngờ dành cho cậu. Cậu đoán được nó là gì không? Có phải là bánh ngọt không? Đúng rồi. Mẹ và tớ đã làm nó, vì đó là món cậu yêu thích. Ôi chao, cậu là tuyệt nhất. Vô chơi nào. Được thôi. Xem tớ nhảy cao lắm nè. Không cao bằng tớ. Tớ tóm cậu được rồi. Không được tính. Tớ sẽ rủ cậu trước. Cù lét. Dừng lại, dừng lại. Tớ đầu hàng. Ai đó đang tới kìa. Các con dừng chơi đi. Ngày mai các con có lớp đó. Dạ, chúng con sẽ dừng lại. Bây giờ mẹ đi rồi. Cù lét. Này dừng lại. Tớ cho cậu xem thứ này. Đó là một cây đũa thân. Tấn công bằng gối. Đỡ này. Cậu không thể đánh tớ dễ dàng như vậy. Đỡ này. Cậu cũng hụt rồi. Gối chiến. Tớ sẽ tóm được cậu. Luna. Violet. Violet bây giờ đang ngủ rồi. Được rồi. Mẹ hy vọng Violet đang mơ về việc ngày mai sẽ đi học. Vâng. Mẹ đừng lo. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon Luna. Chúc ngủ ngon Violet. Luna Lu, cậu ngủ chưa? Tớ không thể ngủ được. Tớ nên làm gì? Luna Lu, cậu có muốn chơi không? Hộp nhạc của mình. Được rồi. Có lẽ âm nhạc sẽ giúp mình chìm vào giấc ngủ. Nó ngừng chơi rồi. Nó lại dừng lại rồi. Mình mệt quá. Mình biết rồi. Nếu mình cứ tiếp tục cuộn nó, nó sẽ chơi lâu hơn nữa. Nó đã bể. Có lẽ ngày mai bố có thể sửa nó. Mình biết rồi. Mình sẽ đếm cừ. Một con cừ. Hai con cừu. Ba con cừu. Bốn con cừu. Năm con cừu. Sáu con cừu. Chúng ta muộn rồi. Mình không thể ngủ được. Violet. Xin lỗi Luna Lu. Tớ không có ý đánh thức cậu. Chỉ là tớ không thể ngủ được. Ồ không, không sao đâu. Tớ sẽ thức. Cậu sẽ làm thế à? Cậu quả là một người bạn tốt. Cảm ơn. Xưa có hai hoàng tử gấu, một màu nâu và một màu vàng.
Và sau đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi. Tớ thích cuốn sách này. Luna Lu. Tớ xin lỗi, tớ ngủ gật. Cậu có muốn đóng vai công chúa không? Có, tớ thích vào vai công chúa. Công chúa thơm ngát của cậu đây. Chiếc bánh này được làm từ tất cả các ngôi sao trên bầu trời và rất nhiều bơ. Hãy thử đi. Cậu có thể nếm thử tất cả các ngôi sao. Đã bảo mà. Công chúa mây trắng, hãy nếm thử chiếc bánh này nhé. Nó được làm từ mặt trời, mặt trăng và một ít chuối. Nó ngon quá. Nào, hãy tổ chức một bữa tiệc hoàng gia. Tớ đã ăn quá nhiều. Tớ cũng vậy. Ngon quá. Bây giờ chúng ta hãy ngủ một chút nhé. Mình không thể ngủ được sau đống bánh đó. Violet, cậu ngủ chưa? Chưa, tớ chưa. Tớ làm gì đây? Tớ vẫn không thể ngủ được. Luna Lu, cậu ngủ chưa vậy? Chả buồn ngủ tí nào cả. Tớ vẫn còn thức. Luna Lu. Luna Lu. Cậu ấy buồn ngủ rồi. Không, tớ chưa. Tớ vẫn còn thức. Tớ cũng vậy. Ồ, tớ biết rồi. Violet, chúng ta hãy tập thể dục một chút nhé. Chúng ta sẽ ngủ thiếp đi nếu mệt mỏi. Tập thể dục, phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đá cao hơn. Phải, cứ vậy đi. Chẳng phải chuyện này rất vui sao? 1, 2, 3, 4, 5. 21, 22, 23, 24. Violet, Luna Lu. Mẹ ơi, cô he. Các con phải thức dậy sớm. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ôi trời, đã quá 3 giờ rồi. Tụi con không thể ngủ được. Tụi con đã ăn quá nhiều bánh. Mẹ phải làm gì cho tụi con đây? Được rồi, được rồi. Hai đứa nằm xuống đi. Mẹ biết một mẹo có thể giúp tụi con ngủ ngon. Bà đã làm điều đó cho mẹ từ khi mẹ còn nhỏ. Vậy tốt hơn chứ? Tốt hơn nhiều ạ. Ngủ ngon nha. Bé ngủ đi. Ngủ ngoan nhé. Cuộc đời còn dài. Và tình yêu thì sâu đậm. Ngủ ngon nhé, Violet. Violet! Violet! Thức dậy và ăn sáng đi. Violet! Dậy đi, kẻo trễ học. Tụi con biết rồi, mẹ ạ. Rambo, bắt anh đi. Bạn học mới hả? Chào mừng. Các cậu là người mới à? Các cậu có phải là gấu trúc không? Không buồn cười chút nào. Là chúng tớ, Luna Lu và Violet nè. Có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Tụi tớ đã thức suốt đêm. Chào các bạn. Giấc ngủ rất quan trọng. Chúng ta cần ngủ ít nhất 8 tiếng để chúng ta có sức mà chơi. Nghỉ ngơi nha. Tạm biệt.